Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến kênh 24 giờ của em. Hôm nay em xin phép được cập nhật cho anh em về một chiếc xe Hyundai i10 sedan cho tất cả phiên bản, từ phiên bản số tự động, phiên bản số sàn bản đủ, số sàn bản thiếu, và tính luôn cho anh em chi phí lăn bánh của cho anh em ở Hà Nội như nào, anh em ở các tỉnh ra sao, và anh em ở trong thành phố Hồ Chí Minh là lăn bánh là tổng là bao nhiêu. Thì hôm nay em xin phép được chi tiết cho anh em, đầy đủ cho anh em. Còn về review xe thì em chỉ là quay cho em về chiếc xe i10 sedan số tự động thôi. Còn em sẽ không chi tiết cho anh em từng cái đánh giá chi tiết từng một cái option một. Đấy, hôm nay em chỉ tập trung về cho anh em về xe, giá xe và lăn bánh chiếc xe i10 sedan. Vậy thì chiếc xe đầu tiên em sẽ giới thiệu anh em về i10 sedan số tự động. Thứ nhất về giá xe niêm yết của nó là 416 triệu, là giá niêm yết của nhà máy. Còn giá đại lý của chúng em là đang là 398 triệu. Đấy. Còn giá lăn bánh ở Hà Nội thì em đang là tính là 471 triệu 060 nghìn. Còn anh em ở tỉnh thì nó đang là 442 triệu 980 nghìn. Còn là anh em ở thành phố Hồ Chí Minh thì tổng lăn bánh là 463 triệu 060 nghìn. Ở Hà Nội thì thuế ra là 10% và 20 triệu tiền biển. Còn anh em ở tỉnh thì thuế ra là 10% và tiền biển thì nó là dao động từ 2 triệu quay đầu trở lại đó. Còn anh em ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì là thuế ra là 12% giống Hà Nội và tiền biển là 12 triệu đó. Còn em giới thiệu anh em luôn về chiếc xe i10 bản số sàn bản đủ. Thì nhất về giá xe, giá niêm yết của nhà máy đó là 390 triệu. Còn giá bán đại lý chúng em là 374 triệu. Thì tổng con này lăn bánh ở Hà Nội là 444 triệu 180 nghìn. Còn lăn bánh ở tỉnh thì đang là 416 triệu 580 nghìn. Còn lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 436 triệu 180 nghìn. Đấy. Còn anh em nào mà muốn được giá tốt hơn thì cứ gọi điện cho em theo số điện thoại ở góc dưới bên trái màn hình để có được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em. Còn xe cuối cùng là chiếc xe i10 số sàn bản thiếu, bản bay đấy. Thì con này giá niêm yết nó là 352 triệu. Còn giá bán của đại lý chúng em này đang là 337 triệu. Đấy, 337 triệu nhá. Và lăn bánh ở Hà Nội thì con này đang là 439 triệu 620 nghìn. Còn lăn bánh ở tỉnh thì là 412 triệu 780 nghìn. Còn anh em lăn bánh ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 431 triệu 620 nghìn. Là tổng chi phí lăn bánh cho anh em toàn bộ. Còn có một số anh em ở tỉnh khác, em nhớ không nhầm nó là 7 tỉnh. Ở Việt Nam mình có 7 tỉnh là thuế sẽ là 12%, khác so với cả anh em khác là thuế 10%. Thì sẽ là anh em cứ gọi điện cho em, hoặc là anh em cứ nhắn tin cho em qua Zalo ở bên trái, bên dưới màn hình, thì em sẽ tính cho anh em lăn bánh là bao nhiêu. Còn hoặc là tốt nhất anh em cứ gọi điện cho em, cam kết với anh em đều là giá tốt nhất. Còn nếu mà anh em chạy kinh doanh này, kinh doanh taxi này, kinh doanh Grab này, thì chi phí lăn bánh sẽ cao hơn một chút xíu nhá. Về thêm một cái là lắp thêm cái định vị này, thêm một số cái thứ khác nhỏ nhỏ nữa. Và trong này cái chi phí lăn bánh này ấy, thì em cũng chưa tính trong đấy là chi phí gồm có là bảo hiểm thân vỏ này, phí các phí bôi trơn, ví dụ như là phí công an này, cho công an bao nhiêu này, nộp thuế là bao nhiêu này, đăng kiểm bao nhiêu này, và một số chi phí khác. Đấy. Còn bảo hiểm thân vỏ ấy, thì là bảo hiểm thân vỏ thì chúng em sẽ có một những nhiều đơn vị khác nhau, nhiều đơn vị bảo hiểm khác nhau, thì mỗi một đơn vị bảo hiểm nó lại có chi phí khác nhau. Và ngoài đấy thì có chưa bao gồm cả anh em là mua bảo hiểm làm qua ngân hàng, mua trả góp qua ngân hàng nhá.
mua trả góp qua ngân hàng thì bắt buộc phải mua thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ nữa. Còn các chương trình chính sách và lăn bánh tổng chiếc xe thì là đều giống hệt như là xe như em đã tính cho anh em ở Hà Nội như nào, ở tỉnh bao nhiêu và ở thành phố Hồ Chí Minh là như thế nào. Thì em rất là chi tiết đầy đủ cho anh em. Đấy, còn về chiếc xe, hôm nay về chiếc xe và option nó i10 sedan ấy thì em sẽ không chi tiết cho anh em đâu. Đấy, em chỉ được quay thôi. Quay để cho anh em xem qua bản số tự động thôi. Còn các bản số sàn hay là bản đủ và bản thiếu em sẽ không quay cho anh em hôm nay. Còn nếu mà anh em mà muốn xem chi tiết ấy thì anh kia em cứ vào link phía dưới của em. Ở em cập nhật ở phía dưới phần nội dung của em ấy thì em sẽ cập nhật cho anh em về phía các cái link chi tiết luôn, đánh giá chi tiết từng phiên bản một, từ số sàn, số tự động đến bản đủ và bản thiếu. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em. Anh em có thấy hay hãy like và đăng ký kênh em nhé.